Xin chào, tôi là giám đốc nhân sự của khách sạn Hilton. Bạn có đang đau đầu vì những vấn đề này như tôi không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Doanh nghiệp của bạn đang tiêu tốn rất nhiều tiền vào những khóa đào tạo tiếng Anh cho nhân viên, nhưng khi tiếp xúc với khách hàng nước ngoài, họ vẫn không thể giao tiếp được, và tệ hơn là để mất khách hàng. Vì vậy, bạn cần ngay một giải pháp để khắc phục triệt để vấn đề này với chi phí tiết kiệm. AMES 247 chính là lời giải chính xác dành cho doanh nghiệp của bạn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và phương pháp học Blended Learning từ AMES 247, nhân viên của bạn sẽ trở nên hứng thú và thành công trong việc học tiếng Anh. Chương trình tiếng Anh giao tiếp AMES 247 cung cấp giải pháp học Blended Learning, tập trung vào kỹ năng nghe nói, kết hợp học trực tuyến và học trên lớp, cam kết giúp học viên tự tin nói tiếng Anh chỉ sau 2 tháng. Học viên không cần tốn thời gian di chuyển tới lớp học, có thể học tại bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào một cách dễ dàng và hiệu quả. Bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự tiến bộ của từng học viên. Số liệu đã chỉ ra rằng có tới hơn 96% học viên tham gia khóa học AMES 247 đều tiến bộ và vận dụng hiệu quả kiến thức được học vào công việc của họ. Từ đó mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như nhân viên giao tiếp giỏi hơn, xử lý tình huống nhanh nhạy và dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp bạn chuyên nghiệp hơn, khách hàng của bạn hài lòng hơn. Điều đó dẫn tới tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. Học viên chỉ cần dành 30 phút học trực tuyến mỗi ngày và một ngày mỗi tuần tại trung tâm trong suốt quá trình học. Ngoài ra, AMES 247 còn cung cấp công cụ quản lý việc học giúp giám sát tiến bộ của từng học viên, luôn sát cánh và đưa ra lời khuyên kịp thời. Từ đó, cung cấp một chương trình giảng dạy phù hợp với mọi vị trí của từng bộ phận. Chắc chắn với sự tiến bộ của từng cá nhân, doanh nghiệp của bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn và kinh doanh hiệu quả hơn trong thị trường ngày càng cạnh tranh này. AMES 247 chính là giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh và trở thành thương hiệu dẫn đầu trên thị trường. Truy cập ngay ames.edu.vn để tìm hiểu và đăng ký nhé!